10:30 tối, Houston 7:30 đến 9:30 sáng, New York 8:30 đến 10:30 sáng, Cali 5:30 đến 7:30 sáng, Paris 2:30 đến 4:30 chiều, Sydney 11:30 tối đến 1:30 sáng. Con Thanh Thủy thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ Sáu, ngày 24 tháng 12 năm 2021, Phật lịch 2565. Đề tài hôm nay, môn học Phạn ngữ Pali, bài 24, biến cách danh từ nữ tánh vì ngữ ú, do Thượng Tọa Giác Đẳng biên soạn và giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp thành lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai Phật Thánh cũng chánh kiến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian dạy vô thượng điều tự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thanh chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, mật diệu hạnh, tịch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại tại đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, việc là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, tinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức cầu phúc lành phát sanh. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay môn học Phạn ngữ Pali bài 24, biến cách danh từ nữ tánh vì ngữ ú. Pali vui để học. Nguyên bản hay phiên bản, một trong những đặc sắc của kinh điển hệ Pali là bảo lưu kho tàng giáo pháp được tồn tại theo thời gian. Tuy vậy, không phải không có ngoại lệ. Bài này đề cập hai trường hợp nguyên bản Pali bị thất truyền, nên sau này phải lấy bản dịch chuyển ngữ trở lại. Trường hợp đầu tiên là tác phẩm Quý Mút Tiếng Mắt Gá Giải Thoát Đạo, là cẩm nang tu tập chỉ quán do Thánh Tăng Upatissa biên soạn vào thế kỷ thứ nhất, tức là khoảng hơn 400 năm trước khi Bồ Quý Xú Thí Mắt Gá Thanh Tịnh Đạo ra đời. Cả hai tác phẩm đều có những hướng dẫn cụ thể về pháp hành. Bộ Quý Mút Tí Mắt Gá lấy tứ diệu đế làm bố cục, trong khi bộ Quý Xú Thí Mắt Gá lấy thất tịnh làm cấu trúc nội dung. Vào thế kỷ thứ 5 sau Tây Lịch, có hai sự kiện quan trọng xảy ra liên quan tới tác phẩm của ngài là Upatissa, là sự ra đời của tác phẩm Thanh Tịnh Đạo được biên soạn kết hợp cả hai pháp học và pháp hành. Về lượng thì đồ sộ hơn nhiều, chính vì sự ra đời của Quý Xuất Thí Mắt Gá đã khiến tác phẩm Quý Mút Tí Mắt Gá chìm dần vào quên lãng và hoàn toàn biến mất. Cũng trong thế kỷ đó, một tăng sĩ tên Sang Gá Ba Lá, người gốc Môn Khmer,
học thuộc lòng bộ kinh này và sang Trung Hoa Hoằng Hóa cùng với một nhà sư người Phù Nam tên Măng Rá Xê Ná. Lúc bấy giờ là thời năm Bắc Triều, ở Trung Hoa với phong trào nghiên cứu Phật Pháp đang lên. Tác phẩm Quý Mút Tí Mắt Gá được chuyển dịch sang Hán ngữ với tựa đề Dạy Đạo Luận. Mãi tới năm 1936, một học giả uyên bác là Ngài Sô Má cùng với Ngài Khe Minh Đá với sự trợ giúp của một nhà sư Nhật Bản N.E.M. Ihara chuyển dịch từ Hán sang Pali và Anh ngữ. Bản dịch tiếng Anh có tựa đề là The Path of Freedom. Mất 14 thế kỷ để châu về hợp phổ. Một tác phẩm Pali có ảnh hưởng lớn trong Phật học là bộ Thâm Má Đá Đát Thác Cá Thá, Sớ Giải Pháp Cú Kinh, bản tiếng Việt của Tu Viện Viên Chiếu có tựa đề là Tích Truyện Kinh Pháp Cú, là bộ sách ghi lại viên sự mà Đức Phật đã dạy các câu Kinh Pháp Cú, tổng cộng có 423 kệ ngôn. Đây là tác phẩm đồ sộ chứa đựng nhiều chi tiết về Đức Phật, các đệ tử, bối cảnh thời Phật. Chẳng những vậy mà còn chứa đựng nhiều câu chuyện tiền thân. Theo bộ Má Há Quan Xá, thì vào thế kỷ thứ 5, một nhà sư sanh ở Bô Gái Giá Má Cá Thá, có pháp danh là Bú Thá Gô Xá Phật Minh, giống tư chất thông minh, kiến thức uyên bác, được sự yêu cầu của chư vị trưởng lão làm một chuyến du hành sang Anuradhapura, Tích Lan, để tìm lại những bản sớ giải tam tạng Pali vốn đã thất truyền tại Ấn Độ thời bấy giờ. Khi về này đến Tích Lan thì nhận ra rằng có một số bản sớ giải chỉ tồn tại bằng tiếng Sinhala. Ngài đã bỏ nhiều năm để làm công việc là chuyển dịch trở lại những bản kinh này từ tiếng Tích Lan sang Pali. Trường hợp này chỉ có giới sớ giải, chứ chánh tạng Pali vẫn nguyên vẹn. Không phải tất cả bản sớ giải Pali đều thất truyền. Riêng bản sớ giải Kinh Pháp Cú, Thâm Má, Bát Đát, Thác Cá Thá phải dịch lại từ toàn bộ và được sang định. Ngài Bút Thá Cô Xá được ghi nhận là một học giả Pali có ảnh hưởng lớn trong lịch sử Phật giáo. Trong lúc các bản kinh Pali được xem là nguyên gốc thì cũng nên nhớ có vài trường hợp từ ngọn chuyển lại thành gốc như hai tác phẩm đề cập ở trên. Chữ tương đối rất thích hợp để nói ở đây. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu từ bi giảng dạy bài học hôm nay. Con kính thỉnh Ngài. Anh đừng buồn một thời chứ. Kinh lễ tần bảo Đức Phật giáo pháp và tăng chúng. Kính chào Thượng Tọa Giác Tăng, cùng chư Tổng Đức. Kính chào tất cả quý tu đối Phật tử. Ở đây trong buổi học hôm nay, khi chúng ta nói về Pali vô địa học, nhưng mà thực ra thì ở trong bài của chúng ta, khi mà nói về nguyên bản hay phiên bản, đó là cái sự nghiên cứu để chúng ta vạch trần những cái bản kinh thật hay giả thôi.
chúng ta vẫn biết là kinh điển Bali cần phải được xem là nguyên gốc. Nhưng mà ở đây đó, khi người nói đến cái câu mà nguyên bản Pali xem là nguyên gốc đó, thì chúng ta phải nói đó là chánh tạng. Còn chú giải thì chúng ta biết đâu là gốc, đâu là ngọn. Chú giải chúng ta không nói gốc là ngọn được. Tại sao? Vì chú giải cũng mà viết bằng tiếng Pali mà do các vị tỳ kheo Đa Văn hậu thời Đức Phật, các vị đó biết về chú giải. Thì đầu tiên thì những bản sách giải đó là do ngài Mahinda, ngài đi truyền bá sang xứ Tích Lan, rồi ngài dịch, rồi ngài giải Tam Tạng Pali ra tiếng Tích Lan. Rồi sau này ngài Bố Thất Phu Xá, ngài đi đến đó, ngài cũng là một vị sư ở Ấn Độ, ngài Bố Thất Phu Xá đi đến rồi ngài chỉ dịch chú giải. Bị bởi vì lúc đó cái văn bản Pali mà ngài Mahinda để lại đó bị lạc mất đi, cho nên ngài dịch từ cái tiếng Sinhala, tiếng Tích Lan đó, sang tiếng Pali. Và chính vì vậy ở trong cái bài học hôm, bài viết hôm nay đó, chúng ta mới có cái vấn đề là nguyên bản hay phiên bản. Thì thưa quý vị, thực ra thì cái vấn đề này đối với chúng ta cũng không phải là cái vấn đề quan trọng. Khi nào mà chúng ta ở trong cái vai trò là một học giả nghiên cứu để giảng giải trong các cái trường những cái tác phẩm văn học Pali, thì lúc đó chúng ta mới tìm hiểu ngọn ngành để chúng ta giải thích cho các sinh viên học, họ nghiên cứu. Còn ở đây trong cái phạm vi cái lớp Phật Pháp Puttathamba, Phật tử chúng ta tụ họp lại đây để chúng ta nghe, chúng ta nghe Pháp, để chúng ta học Pháp, học Pali. Thì thiết tưởng cái vấn đề này thì chúng tôi không cần phải nói nhiều. Chúng tôi chỉ nói một việc là chúng ta nên học cho thông về kinh tạng cũng như là về luật tạng, thắng pháp tạng. Sau khi chúng ta học thông cái đó rồi đó, thì bắt đầu khi mà chúng ta đọc qua những cái chú giải như là Pháp Cú Kinh hay Tân Tịnh Đạo, để chúng ta thấy ở trong đó mà đúng chi pháp, đúng lý á, thì chúng ta cứ thọ trì thôi. Chứ còn khi mà chúng ta không biết rõ, không nắm được, không hiểu được tâm tạng, không hiểu được giáo lý căn bản mà Đức Phật, kỳ ngôn của Đức Thế Tôn đã thuyết như thế nào, chúng ta không hiểu. Mà bây giờ chúng ta cứ nghe những cái quyển kinh này là phiên bản, rồi tự nhiên chúng ta lại
lưu lại cái niềm tin đi. Thì như vậy suốt cuộc đời của chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta đi sâu vào trong giáo pháp được. Chúng tôi nói như là lời cảnh báo để các Phật tử chúng ta chú ý. Nếu mà chúng ta cứ ở đó mà chúng ta đi tìm gốc tìm ngọn riết á, thì như vậy cái cuộc sống của chúng ta nó rất là ngắn ngủi. Cái sự bệnh tật và cái chết nó đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Bây giờ chúng ta cứ sống trong cái tình trạng hoang mang, không dám bước tới, không dám bước vào ở trong cái lĩnh vực kinh điển để nghiên cứu, để học, để tu, thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu hoài như vậy, chúng ta vẫn chưa được thỏa mãn thì chúng ta đã chết. Cho nên đây là cái lời cảnh báo mà chúng tôi chỉ có thể nói để cho các Phật tử chúng ta lưu ý vậy. Quý vị đừng nghĩ rằng tại sao mà chúng tôi không nói nhiều. Vì chúng tôi không muốn phải tốn hơi sức mất thời gian để làm cái công việc đó. Và hơn nữa, chúng ta chưa có một cái thẩm quyền nào để mà chúng ta có thể đánh giá được cái này là đúng hay là sai. Nếu như chúng ta không có cái kiến thức căn bản về Phật pháp ở trong chánh tạng Pali, mà khi mà chúng ta đã có so sánh với kinh đối chiếu với luật, thì khi mà chúng ta đọc qua chú giải các bộ, hay là chúng ta đọc qua cái tập Quy Bố Thí Mắc Giá hay là Quy Xứ Thí Mắc Giá, Giải Thoát Đạo hay là Thanh Tịnh Đạo, hoặc là trong Thâm Mắc Bá Đá chú giải pháp cuốn đi được, thì khi mà chúng ta đã bóc căn bản về Phật pháp đó, thì chúng ta nói cam đoan với quý vị là chúng ta đọc sẽ thông suốt. Bởi vì cái chỗ nào mà chúng ta thấy không đúng thì chúng ta không đúng với kinh với lực thì lúc đó chúng ta hãy phản ứng. Còn khi chúng ta đọc qua chúng ta vẫn cảm thấy rằng là những lời dạy ở trong kinh điển chính tạng đã được thuyết giảng như thế nào, trường bộ kinh, trung bộ kinh, tương ương tăng nhi, tiểu bộ như thế nào, và ở trong thắng pháp đã dạy như thế nào về quẩn xứ giới đế. Chúng ta học thông suốt rồi, khi mà chúng ta đọc vô trong đó thì chúng ta thấy rõ ràng là ở đây không có gì trở ngại. Dù đó là nói giả dụ, dù cho đó chỉ là một phiên bản cũng không sao cả. Thì về cái điểm này chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị một vài điều ở trong cái bài học. Còn bây giờ thì chúng ta lại qua cái phần nghi thức thực hành. Thực ra trong cái bài nghi thức thực hành ở đây đó, cái này không phải để cho Phật tử tụng, mà cái bài này là bài của Chư Tăng tụng. Chư Tăng tụng để trong cái dịp bằng phúc chúc phước báo cho Phật tử làm phước. Trong cái bài kệ đầu 4 câu,
Yatha Va Rubaha Purang Paripuranti Sagarang Eva Meva Ito Linnang Petanang Upakapati. Chữ Yatha là một trạng từ, mà ở đây chúng ta, nếu mà nói cho đủ nghĩa thì nó là như thế nào? Khi mà chúng ta đọc ở trong Pali, mà hãy chúng ta thấy chữ Yatha thì ở phía sau, cái phía sau đó, một là chữ Ewang, Ewa Mê Quá, tức là Ewang và Ewa. Yatha, Ewang, như các con sông tràn đầy làm cho biển được đầy nước, cũng vậy do cái sự bố thí này mà nó sẽ có kết quả đến các cái vong linh. Chữ pê ta năng đó, chữ pê ta chúng ta xài như là bình thường thì chúng ta xài đó là ngạ quỷ, nhưng mà chữ pê ta trong trường hợp này chúng ta phải hiểu như là vong linh, cái người chết, cái người chết mà vừa đi tái sanh, gọi là pê ta năng. Hoặc là chữ dịch tha đi cặp với chữ tạch tha cũng được. Nó đi cặp hai chữ, một là dịch tha tạch tha, hay là dịch tha e và mê quá. Chữ qua rí qua ha, chữ qua rí là nước, qua ha là dẫn đi. Cái đường nước, nước chảy, đường nước chảy thì chúng ta gọi đó là con sông rạch. Con sông rạch, bởi vì ở đây nó chỉ là một cái hợp từ. Và chữ qua rí qua ha pura thì đây là xài chữ cách số nhiều với cái động từ paripuranti. Paripuranti là làm cho tràn đầy. Sagarang, sagarang là cả, bởi vì các cái nhánh sông á nó chảy ra cửa biển, đã nhanh xong chảy ra cửa biển. Khi mà trời mưa xuống thì đất ở trên nó tuôn tràn xuống các cái dòng sông rạch. Khi mà nó đầy rồi đó thì bắt đầu nó chảy ra biển, và nó lưng lưu như vậy. Thì đây chỉ là thí dụ về tha với qua ha pura bất được bồ đề tí sa garang ở trong cái bài kinh Theravada Sutta, kinh ngang qua chất tường mà Đức Phật ngài thuyết về cho vua Bimbisara nghe và hỏi nghi hướng ngạ quỷ, chỉ có cái đoạn này. Các cái loài ngạ quỷ hay là các cái vong linh quyến thuộc chỉ trông chờ cái phước bố thí cúng dường mà thân nhân đã làm cúng dường đến chư tăng đó. Khi mà được thành tựu cái phước báo đó thì nó sẽ thành tựu đến từ các loài ngạ quỷ. Còn cái câu thứ hai đó,
là câu mà chư tăng chú nguyện. Quý vị nhớ dùm lỡ đây không phải tự mình nguyện công đức, chúng ta phải tự mình hướng nguyện công đức. Vì sao vậy? Rõ ràng là chữ tâm hăng ở đây đó là đến cho các ngươi, đến cho các ngươi, tức là chư tăng chú nguyện đến cho quý vị. Ngôi, nó là đại từ ngôi thứ hai, chữ tâm hăng. Nếu mà chúng ta hướng nguyện đó, chư tăng bất chư tăng, nếu mà mình hướng nguyện cho mình đó thì may hăng hoặc là âm hăng, khiếp và mê và smith chật tốt. Cho nên cái chữ tâm hăng đó là cái này, khi chư tăng tụng cho quý vị đó, tụng cho Phật tử đó, thì mới là chư tăng bất tăng chư tăng tâm hăng. Không biết nói này quý vị có hiểu được hay không. Còn khi mà tụng cho mình, tự mình tụng, tự mình hướng nguyện công đức á, thì in chi tăng bát chi tăng may hăng. Cái này thì tôi làm phước nhắc dùm cho cái đó, còn quý vị có tụng được hay không tụng thì cái đó tùy. Nếu ở nhà thì chúng ta có tụng tối ngày, vậy làm phước bao nhiêu mà tụng, mình hồi hướng cho người khác không à, mình hồi hướng cho người khác không, mình mong cho cái mong cho mọi người ở trong xóm làng này đó được thành tựu, còn bản thân mình không thành cái gì hết. Phải hiểu Pali thưa quý vị. Chúng ta học Pali mà chúng ta không hiểu Pali, chúng ta học chi? Chữ Ichitang đó là từ động từ Ichati, nó quá khứ từ nhưng mà nó trở thành một cái tỉnh từ, và ở đây chúng ta xài như một danh từ, tức là cái điều mong mỏi hay là nguyện ước. Chữ Patitang thú vị. Cũng là nguyện vọng. Cho nên Ichitang, Patitang, chúng ta xài chung hai chữ này là nguyện vọng hay là nguyện ước. Của người, nguyện ước của các ông. Nếu mà một người thôi đó thì mình xài chữ tuy hăng. Bây giờ chúng tôi hơi lười viết chữ Pali, chúng tôi chỉ nói miệng thôi. Sẽ tuy hăng, chúng ta ở câu này chúng ta có thể xài bốn chữ, quý vị nhớ xài bốn chữ. Ichitang, Patitang, tuy hăng. Nhưng mà tuy hăng là chỉ cho một người thôi. Còn thứ hai đó là chúng ta tụng theo bài này là xài số nhiều, tâm hăng là các ngươi hay là quý vị. Còn khi mà tụng cho mình đó thì chúng ta xài chữ may hăng. Chỗ này chữ M có chấm không quý vị? M ở phía sau chót có chấm. Rồi nếu mà tụng cho tập thể một cái hội chúng chúng ta đó thì chúng ta xài chữ âm hăng, xài chữ âm hăng. Xin lỗi quý vị, chữ này sai rồi. Âm hăng, chữ âm hăng. Quý vị xài bốn trường hợp: Ichitang, Patitang, tuy hăng; Ichitang, Patitang, tâm hăng; Ichitang, Patitang, mai hăng; Ichitang, Phật Thích Tăng, âm hăng, khiếp và mê của sa mê chư tu. Cho nên khi mà chúng ta biết Pali đó thưa quý vị, chúng ta tụng nó mới có kết quả tốt. Còn nếu như mà chúng ta không biết thì
Trong kinh điển thì sao? Chúng ta tụng về cũng giống như tối mà lên phong phu á, tam ti cha sa phát qua tu tê chứ gia măng gà la, cứ là các vị sư cứ phát qua tu tê chứ gia măng gà la, măng gà lăng chứ gia măng gà lăng. Chúng tôi nhắc hoài, chúng tôi nói là khi mà tụng cầu an cho Phật tử á, thì tam ti cha sa phát qua tu tê chứ gia măng gà la, chữ tê ở đây là xài cái chữ tâm hăng á. Nhưng mà mình lên trên điện mình tụng kinh 8 tháng Phật lực á, thì mình nên nói tan tê cha sa phát và tu mê chứ gia măng cà la, mình nguyện cho mình được ký tưởng thắng lợi chứ, tại sao mà cứ tụng tê hoài tụng cho người khác không, tối ngày mình đi làm mội cho người khác không, không phải làm gì cho mình hết. Cho nên ở đây chúng ta cẩn thận chút xíu. Còn có chữ khiếp và mê quá smith cho tú, chữ khiếp và mê quá tức là khiếp băng, và chữ ê quá là cái chữ nhấn mạnh, nó điểm từ nhưng mà nó đồng thời nó cũng là cái chữ nhấn. Chữ khiếp và mê quá, khiếp băng ở đây có nghĩa là một trạng từ, có nghĩa là mau chóng, nhanh chóng. Smith cho tú là bệnh lợi cách, bởi lời cách, nhưng mà không phải mình ra lệnh cho ai mà gọi là ước mong, ước nguyện. Cái điều ước nguyện của người xin cho được mau thành tựu, xin cho được mau thành tựu. Còn nếu không Ichitang Patitang Tuy Hang Ichitang Patitang May Hang Thipamil Vasamichatu, là xin cho cái điều ước nguyện của tôi được mau thành tựu. Quý vị biết rồi thì chúng ta về, chúng ta đọc, chúng ta muốn nguyện, nguyện cho người khác thì nguyện, còn nguyện cho mình thì nguyện. Sapi Purantu Sankappa là tất cả những cái chánh tư duy, tất cả những chánh tư duy Purantu là hãy được viên mãn, gọi là thiện tâm thành. Được tròn đủ, được tròn đủ. Như là cái gì? Chando Banaraso Yatha, như trăng, trăng rằm, như trăng rằm, trăng rằm thì nó tròn và tròn đầy, trăng rằm nó tròn đầy, hoặc là như mani chu tia là số và tha, mani là ngọc mani đi, và cái chữ chu tia là số là cái ánh sáng tỏa sáng, sự tỏa sáng. Y ngọc mà đi tỏa sáng. Thì trong bài học của chúng ta ở đây đó, thì nó có ba điều. Thứ nhất đó, yatha varuha pura paripura tisagaran eva meveto dinang petanang upakapati. Cái đoạn đầu thì nói đến các con sông rạch, khi mà nó tràn đầy thì nó làm, cũng làm cho biển được tràn đầy. Cũng vậy, cái sự bố thí này, cái sự bố thí của thí chủ là thân nhân đó,
khi được thành tựu phước báo thì nó cũng sẽ được thành tựu đến cho những người thân đã quá vãng. Cái nghĩa dịch đại khái vậy. Còn cái đoạn thứ hai đó, hai câu thứ hai, Echitang Pachitang Tâm Hăng, hay là Echitang Pachitang Âm Hăng, khi phần mềm có xâm mít cho tốt, là các cái ước nguyện, các ước nguyện của tôi hay của chúng tôi mong cho được mau chóng thành tựu. Còn cái, còn cái đoạn thứ ba đó thì chúng ta cũng nhắc lại cái chỗ là nguyện sao cho cái tâm tất cả những, nguyện sao cho cái tư tưởng của mình luôn luôn là thiện tâm, khởi lên đầy đủ, nó viên mãn. Khi nào mà chúng ta khởi lên những cái tâm, những cái ý nghĩ quấy đó, thì cái đó là bị khuyết. Còn khi mà cái tư duy chân chính đó, nó khởi lên thì như vậy nó tràn đầy, nó tròn đầy là tốt. Như trăng trong ngày rằm thì như ngọc ban đi chiếu sáng. Chúng ta đọc ở trong kinh đó thì có rất nhiều thí dụ. Bây giờ ở đây thì ít, chứ còn nếu mà chúng ta đọc ở trong tiểu bộ kinh mà về tao có thú hay mà nó có thú ngạo quý sự hay thiên cung sự thì ở trong đó thí dụ nhiều lắm. Hoặc là như chúng ta đọc ở trong Maha Quan Sát đại sử cũng thí dụ, nó có một điều nó trùng hợp cái thí dụ như ở đây đó. Ở Việt Nam chúng ta khi mà chúng ta đọc những cái thiên lục bát như là truyện Kiều của Nguyễn, của Nguyễn Du chẳng hạn, ở trong đó danh ngôn điển tích được nấu đến rất là nhiều. Thì cũng như thế nào khi mà chúng ta đọc về gatha, đọc về kệ ngôn Bali đó, thì ở trong đó điển tích được trình bày rất là nhiều, những cái thí dụ rất là nhiều. Cho nên muốn mà bình giải những cái điển tích, những cái thí dụ ở trong kinh kệ đó, nó khó lắm thưa quý vị. Đừng có nói chi là kệ Bali, nội mà chúng ta đọc truyện Kỳ của Nguyễn Du mà nói đến những cái danh ngôn, những cái điển tích mà cụ Nguyễn Du đã lồng ghép vào trong đó đó, thì nếu mà chúng ta không nghiên cứu tận tường, chúng ta cũng không biết ất giáp gì hết. Tại sao ở đây lại đưa lên như vậy, và câu chuyện nó như thế nào, hay là cái thành ngữ đó nó như thế nào, thì phải nói là chúng ta đọc truyện Kiều Nguyễn Du và đọc bằng tiếng Việt đó, cái bản dịch ra tiếng Việt đừng, trước hết là cái bản đó viết bằng cái chữ nôm, bằng chữ nôm Hán nôm á, nhưng mà sau này dịch ra cái Việt ngữ bằng cái chữ alphabet á, thì chúng ta đọc hồi nhỏ học mấy cái đó thì các vị thầy giáo giảng viên dạy cái môn quốc văn đó thì phải giải thích từng đoạn từng đoạn. Cũng giống như bây giờ khi mà chúng ta học kệ ngôn Bali, học những bài
quý vị đừng có thắc mắc tại sao thôi. Có những người đó thưa quý vị, họ đọc ở trong cái điển, họ thấy xong cứ thí dụ hoài, cái họ phê phán, họ bác, họ nói kinh điển Bali nói chuyện gì. Nhưng mà họ không ngờ rằng chính bản thân họ là người Việt Nam, thì đọc lại những cái án văn, cái án văn tiếng Việt như Triều Nguyễn Du hay là Lục Vân Tiên thì chẳng hạn, thì ở trong đó chúng ta cũng thấy những cái điển tích xưa được đem vào để minh chứng, để thí dụ. Cho nên càng học thấy mình càng dốt. Hồi xưa thưa quý vị, hồi còn trẻ đó, thì chúng tôi học được, hiểu được cái bài kinh nào, thấy chỗ nào, nghĩ rằng mình ngon lành lắm. Nhưng mà đến bây giờ già rồi mình mới thấy, xong mà càng ngày thấy mình càng dốt. Bởi vì có quá nhiều vấn đề mà chúng ta hồi xưa mình không có nghĩ tới. Cho nên một vài điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng tôi xin dứt lời ở đây, xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại điều học. Nam mô Phật Thầy. Sa thú cái trường là thưa tôi xin. Thưa quý tử, dạ đây đây xin đề nghị thưa tử, trước khi mà đi vào bài học Bali hôm nay, chúng tôi muốn trả lời thêm một số điểm mà quý Phật tử có hỏi chúng tôi khi thưa tôi xin đang giảng. Tiếp theo là chúng tôi xin nói rõ là cái bộ sơ giảng kinh pháp cú không phải là một cái trước tác được suy diễn hay là cái hư cấu mà do ngài Bố Thích Khổ Sở này sáng tác ra, chúng ta nên biết về điểm đó. Mà cái quyển sơ giảng kinh pháp cú là một tác phẩm sơ giải ảnh hưởng rất là lớn về cái văn học cũng như là lịch sử của Phật giáo. Thì thưa quý vị, nếu quý vị đọc kỹ lại những gì mà chúng tôi biết thì bản sơ giải này nguyên nó như vậy là khi mà ngài Ananda ngài kết tập tạng đó, thưa quý vị, thì ngài chỉ thường đó là như là trong kinh Bổn Sanh của ngài và nhiều tác phẩm khác đó, cái phần về chuyện tích đến ngày nói tương đối là cô độc. Dạ, ngày không có nói nhiều, nói cô độc. Quý vị đọc ở trong Thirakatha, trong Thirakatha, trong Thirakatha này nói rất là vừa, cô độc thôi. Nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là cái tình tiết của tất cả chỉ có chừng đó. Dạ, mà nó còn nhiều hơn nữa. Và những cái tình tiết này vốn được được có và được biết khi thời Đức Phật còn tại thế này. Dạ, và những câu chuyện đó đã lập thành những cái chi tiết, những câu chuyện mà phong phú đã được lưu hành giữa chư tăng và được tạo nên trong cái bộ Atthakatha. Không phải là Atthakatha đó là cái hoàn toàn là hậu tác sau này đâu. Nhiều bản Atthakatha đó được ghi lại của ngài Dhammapala hay là của ngài Bố Thích Khổ Sở chẳng hạn thì có ghi, nhưng mà có những bản Atthakatha có từ thời Đức Phật còn ngày đây. Nói một cách khác đó là chúng ta có một cái bản kinh về chánh tạng thì tương đối là suốt tích, không có dài, nhưng mà chúng ta lại có bản Atthakatha là cái bản rộng và đã có từ xa xưa. Thì cái bản sơ giải kinh pháp cú là nói về những nhân sinh và những cái câu chuyện thời những liên quan đến những câu kinh pháp cú Đức Phật dạy đã có rồi, chứ không phải là một cuộc trước đạt của ngài Bố Thích Khổ Sở. Và tác phẩm này đã được lưu truyền qua bên Đức Lan bởi ngài Mahi Đa như tờ sư đề cập đến. Thì ở đây chúng tôi còn phải nói thêm một điểm nữa là
Khi mà chúng ta học một tiếng lịch sử Tích Lan thì chúng ta biết cái văn hóa và cái ngôn ngữ của Tích Lan, cái ngôn ngữ người Sinh Lá. Thật ra nó cũng là một thứ ngôn ngữ của Ấn Độ, ngôn ngữ của Nam Ấn. Thật ra cái tiếng Sinh Lá đó nó rất gần với tiếng Phạn. Nó gần tiếng Phạn. Chúng tôi tạm thí dụ như vậy là cái tiếng Sinh Lá so với tiếng Phạn đó, so với tiếng Ấn Độ nó gần hơn là tiếng Việt Nam của chúng ta với tiếng Trung Hoa được, là gần hơn. Tại vì mình có nhiều danh từ khác biệt, nhưng mà chúng tôi có nghe các vị trưởng lão Tích Lan mà khi chúng tôi hỏi thì các ngài nói rằng cái chuyện mà từ tiếng Sinh Lá mà đổi sang tiếng Pali nó dễ lắm, nó dễ lắm, gần như là từng câu, có đôi khi là chỉ đổi một số những cái từ vựng thôi, chứ ở trong cái Sinh Lá thì cái chữ lượng mà tiếng Pali rất là nhiều. Nhưng mà nó có cái này thưa quý vị, là do cái sự lưu truyền của các cách rất là phổ thông rộng rãi. Thật ra chúng tôi muốn đặc biệt nói đến cái sơ giảng tiền phong phú, là vì nào mà có quen cũng kinh điển của Giác Nam Tông thì quý vị biết là phần lớn những câu chuyện và nhiều sự kiện lịch sử về cuộc đời Đức Phật hay những câu chuyện đó đã được lấy từ trong cái tác phẩm Thamapada, tức là sơ giảng tiền phong phú. Đặc biệt cái bộ sơ giải này chứa đựng rất là nhiều điểm tích. Trong lúc mà Trái Đất Cá là sơ giải của Túc Sinh Truyện thì lại nói nhiều tiếp tiền thân, nhưng mà cái sơ giải Kinh Phố Cú thì không phải là một biên nghiên sử, nhưng mà quả thật là ghi lại rất là nhiều cái giai thoại từ thời Đức Thế Tôn còn đại thế. Thành ra chúng tôi nhắc quý vị là cái bộ sách này không phải là Ngài Bút Thách Cô Xá là người tác giả. Ngài chỉ là người dịch lại từ tiếng Sinh Lá sang tiếng Pali, và Ngài có nói rằng Ngài có sang được, Ngài có sửa một số. Tại vì khi mà diễn sang tiếng Pali thì đôi khi người ta kể nó hơi dài dòng một chút, thật ra Ngài chỉ làm công việc là dịch lại. Dạ, chúng ta nhớ được Ngài cũng là tác giả. Và có nhiều người hỏi rằng, ủa tại sao Ngài ra đời sau này mà Ngài lại có thể biết được, Ngài có thể biết được cái chuyện thời Phật còn đại thế của Ngài thêm bóng và bút lòng. Thì chúng tôi rất là ngại là bởi vì có hai trường hợp xảy ra trong cái thời hiện đại của chúng ta. Đó là trường hợp của riêng Hòa Thượng Cô Giác. Hòa Thượng có viết cái quyển gọi là Tình Đời Chỉ Đạo, và sau này Hòa Thượng viết cuốn Tình Bạn và Trúc Lâm Dạy Sống, là ba cái tác phẩm mà Hòa Thượng dựa theo cái bản của Thái Dược. Thì chúng tôi thưa rằng những cái bản kinh đó nó không phải là quyển lịch sử, mà gọi là tiểu thuyết khoa. Tiểu thuyết khoa có nghĩa là người ta có tích họ dịch tên tuồng, và có tích dịch tên tuồng này đó là những lời thoại ở trong các câu chuyện của những quyển như Tình Đời Chỉ Đạo hay Tình Bạn hay là Tình hay là Đức Lộ Dạy Sống, vân vân. Thì những cái câu chuyện đó nó có tính chất là hư cấu rất là nhiều. Chúng tôi nói tạm đó là hư cấu ít nhất là 70%, chỉ 30% những sự liệu thôi. Giống như là quý vị đọc chuyện Kiếm Hiệp của Kim Dung đó, và để biết về lịch sử thì Kiếm Hiệp Kim Dung nó rất gần với lịch sử. Và ví dụ như chuyện Lộc Đến Ký hay là việc Anh Hùng Xạ Điêu, nó dựa trên bối cảnh lịch sử, nhưng mà có tính dựa trên tuần, cái đây quý vị phải cẩn thận. Và quý vị có một cái tác phẩm khác đó, và rất là cũng mang cái cách là có tính trị ra tuần, đó là cái bộ Đường Xưa Mê Trắng của Hòa Thượng Giác Hạnh. Và Đường Xưa Mê Trắng mà bây giờ những vị trẻ rất là ưa thích, tại vì các vị nghĩ rằng ở đó chứa đựng rất là nhiều câu chuyện về cuộc đời quý vị, nhưng mà hãy nói rằng ở trong đó phần lớn là hư cấu. Ít có không thể dùng cái quyển đó như là không thể dùng cái quyển nó như là một cái quyển sử, quý vị phải rất là cẩn thận nhé. Tại cái đó gọi là tiểu thuyết khóa về cuộc đời Đức Phật. Cũng như là ở Việt Nam có quyển Ánh Đầu Vàng của Võ Đình Cường nữa, thì cái quyển đó là quyển đa phần là hư cấu, đừng làm lẫn hư cấu lịch sử. Còn cái quyển Chú Giải Kinh Pháp Cú mà của Ngài Bút Thách Cô Xá thì chúng tôi thưa quý vị là đó không phải là một tác phẩm do Ngài Bút Thách Cô Xá kiếp tác, mà Ngài chỉ dịch lại từ tiếng Sinhali. Và từ tiếng Sinhali và nó vốn đã có và có từ thời Đức Phật. Và quý vị đừng hỏi thêm tại sao
mà chúng tôi có nói với quý vị là có nhiều cái chi tiết của bản kinh này. Ví dụ như là quý vị đọc câu chuyện về ngài Kukala, quý vị đọc câu chuyện về Kukala, quý vị hỏi rằng tại sao tôi đến làm câu kinh, tại vì khi mà ngài Anela kết hợp đó, thì ngài chỉ nói cái thằng cô đoạn ngắn gọn đó. Chuyện này chúng ta thấy rất là nhiều, và chúng thấy rất nhiều cũng cùng sự kiện đó mà ngài Ukali ngài kể trong lược tạng nó khác một chút, và ngài Anela ngài lặp lại trong kinh tạng nó khác chút. Thành ra cái việc đó là việc rất là bình thường, nhưng mà đa phần ở trong chánh tạng á thì những câu chuyện được nói một cách rất là ngắn gọn chứ không có dài dòng. Dạ, chúng ta phải bây giờ thì quý vị, chúng tôi lại nói thêm một câu chuyện về tác phẩm Huynh Bút Chí Mát Cá. Tác phẩm Huynh Bút Chí Mát Cá là một tác phẩm đặc biệt, rất là có một lịch sử tương đối rất là thú vị, là bởi vì tác phẩm đó được viết bởi một vị thánh tăng là Upatissa. Ngài Upatissa ngài viết về đề pháp hành. Thì thật ra tác phẩm này đó, nếu mà so với bộ Thanh Tịnh Đạo á, thì gần như là sự hướng dẫn của pháp hành á, nó không có khác với nhau nhiều. Tuy nhiên bộ Quý Mút Tí Mắt Cá này đó thì không có đặt nặng về vấn đề lý thuyết, mà sau đó ngài Bút Thất Cô Xá khi mà ngài viết về pháp hành đó, thì ngài dựa trên thất định thay vì tứ đế đó, là cái sườn đó, để ngài giảng, thành ra ngài đưa trên đó lý thuyết rất là nhiều, kể cả đem thắng pháp vào trong đó. Thì bộ Quý Mút Tí Mắt Cá là một vị thánh tăng viết, và vị Xuất Thí Mắt Cá là một vị phạm tăng viết, ngài Bút Thất Cô Xá là một vị phạm tăng. Nhưng mà có cái điểm như vậy là bởi vì bộ Quý Xuất Thí Mắt Cá đó là một cái sưu tập lớn, một trích dẫn rất nhiều về ở trong kinh điển, nên chi sự ra đời của Sư Bát Cá để làm mờ nhạt đến nỗi mà người ta thấy rằng không cần thiết để học với Sư Bát Cá nữa. Quý vị thấy lạ không? Bộ ngày xưa thì chúng ta cứ còn bây giờ chúng ta in, nhưng mà người in thành sách giấy trắng mực đen, ngày xưa chúng ta chỉ học thuộc lòng thôi, và do học thuộc lòng mới nên tạo ra cái tình trạng là người ta chỉ học một tác phẩm lớn mà người ta không thấy cần thiết để học bộ Quý Mút Tí Mắt Cá nữa. Và khi mà không học nữa thì nó đi vào cái tình trạng gọi là thất truyền. Thì cái chuyện này rất là thú vị, thưa quý vị. Thú vị ở đây là mặc dù bộ Quý Mút Tí Mắt Cá được lưu hành từ thế kỷ thứ nhất cho thế kỷ thứ năm, ở trong 500 năm đó thì bộ này lại không còn bị rơi vào tình trạng bị quên lãng đến nỗi mà biến mất luôn. Thì lúc bây giờ có một nhà sư người Mon Khmer là một cái giống dân mà họ kéo dài từ ở bên Miến Điện sang tới Campuchia bây giờ, giống dân Mon Khmer đó, họ có cái ảnh hưởng lớn. Bây giờ họ không có quốc gia, nhưng mà người Mon vẫn còn tại Ấn Độ, tại Miến Điện, và người Khmer đó thì là đất nước Campuchia bây giờ. Thì nhà sư người Mon Khmer này đó là người đã rất là trân trọng cái tác phẩm Quý Mút Tí Mắt Cá học thuộc lòng, và đã đi sang Hoằng Pháp bên Trung Hoa vào cái thời kỳ Nam Bắc Triều. Chúng ta nhớ là thời nhà Tùy, nhà Nam Bắc Triều là thời đại mà trước đời Đường và Phật giáo cực thịnh. Người ta thường đi tìm đến những cái công trình nghiên cứu Phật giáo, và những cái tượng Phật bên Trung Quốc mà thời Nam Bắc Triều thì mặc y rất là giống tượng Phật Ấn Độ, chứ không phải là giống như là sau này mà mặc theo kiểu Trung Hoa, thưa quý vị. Thì bây giờ ngài Sankhapala ngài đã đi sang bên Trung Quốc vào thời Nam Bắc Triều, và đi với ngài có một nhà sư người Phù Nam tên là Mandresena. Chúng ta không hiểu là sử của Trung Quốc gọi là sứ Phù Nam. Thực ra cái Phù Nam á là Phù Nam mình nói cho rõ, thưa quý vị, đó là cái vùng ở miền Tây chúng ta bây giờ gọi là vùng nước chảy ngang bờ, chữ Phù là nổi. Phù Nam á tức là một cái
một cái vùng đất mà đất mà gọi là đất ni địa, tức là đất đất thấp mà có nước, nguồn nước đổ quanh năm, gọi là Phù Nam. Thì ngày xưa cái chữ Phù Nam á, đối với người Việt Nam chúng ta đó là Thủy Chân Lạp, chúng ta dùng để chỉ Thủy Chân Lạp. Nhưng mà Phù Nam á, thì đôi khi các nhà sử họ cũng lầm lẫn, người Trung Hoa họ gọi người Việt Nam là Phù Nam nữa. Thành ra bây giờ nó có một điểm chấm hỏi tồn nghi, đó là nhà sư Manrasena đó là người Giao Châu, người Giao Châu hay là người Phù Nam, là Thủy Chân Lạp chúng ta chưa biết. Nhưng mà hai vị sư này đã sang bên Trung Quốc vào thời Nam Bắc Triều và đã dịch cái bộ Quý Bút Thích Bát Cá ra tiếng chữ Ga chữ Hán, có cái tên gọi là Giải Thoát Đạo Luận. Một điểm rất là thú vị đó là mặc dù người Việt Nam, Phật giáo Việt Nam không có dịch cái bản Giải Thoát Đạo Luận này sang tiếng Việt, và quý vị nói đến 100 nhà sư Việt Nam á, thì 100 nhà sư Việt Nam đều không biết cái sự tồn tại của tác phẩm này. Nhưng mà Trung Hoa đó, nó trở thành một bí kíp tu thiền, bí kíp tu thiền, và được gìn giữ một cách rất là miên mật bởi truyền thống. Thật ra chỉ mãi đến cách đây không lâu thì mới có một bản dịch Giải Thoát Đạo Luận mà cái người dịch đó là Hòa Thượng Như Điển ở bên Đức, ở Hà Nội, ở bên Đức, Hòa Thượng dịch sang tiếng Việt thôi. Rồi bằng chữ dịch đó, có lẽ là Hòa Thượng lấy từ cảm hứng bên Nhật, tại vì tác phẩm này được các nhà sư Nhật rất là trân trọng. Thì vào cái thập niên 30 của thế kỷ 20 đó, chính xác là năm 1934 đó, thì chúng ta có một cái ấn bản được in ở tại Tích Lan, tiếng Phạn và tiếng Anh, gọi là The Path to Freedom, mà do một học giả, một nhà sư rất là uyên bác tên là Somathera. Ngài Somat á, nếu mà quý vị nào mà có nghiên cứu về cái pháp quán niệm hơi thở đó, và kinh tứ niệm xứ đó, thì Ngài Somathera đó là người đã gom rất nhiều các bản sớ giải về pháp niệm hơi thở và viết thành một cái tác phẩm. Và tác phẩm đó chúng ta gọi là quán niệm hơi thở, và rất nhiều cái chú thích rất là quan trọng. Thì chính Ngài Somathera và Ngài Khemida là hai vị trưởng lão đã cùng với một sư người nhà sư người Nhật đó dịch, tức là ba vị dịch ngược lại cái tác phẩm Quý Bút Thích Bát Cá sang tiếng Bali và tiếng Anh. Ngài Somathera ngài rất là giỏi tiếng Anh. Cái điểm mà rất là thú vị đó là một cái tác phẩm quan trọng mà bị quên lãng, tại vì cái tác phẩm thứ hai là Thanh Tịnh Đạo xuất hiện nó quá lộng lẫy, quá to lớn, ảnh hưởng quá nhiều, tôi quên đi tác phẩm trước. Đây là một câu chuyện mà không phải là Quý Bút Thích Cá không có giá trị. Quý Bút Thích Bát Cá, vị nào mà có đọc một cái quyển sách ở Việt Nam mà tương đối là nhỏ mà ít có người biết đến, về sau này không phổ thông nữa, là quyển Phép Chánh Định mà của Hòa Thượng Hộ Tông dịch á, và Hòa Thượng Hộ Tông dịch á. Phép Chánh Định đó là một cái bản tiếng Campuchia dịch từ cái bộ Quý Bút Thích Bát Cá ra. Dạ, thì ở đây có rất là nhiều cái chi tiết tương đối rất ư là quan trọng và về pháp hành. Nhưng mà Quý Bút Thích Bát Cá thì không nói pháp học nhiều. Tại nên trong trường hợp này chúng ta nói rằng một tác phẩm có giá trị nhưng mà bị quên lãng theo thời gian là do cái tác phẩm thứ hai xuất hiện á, và tác phẩm đó nó trùng lập với nội dung nhưng mà lại biết quá xuất sắc đi, thành tác phẩm trước bị quên đi, không phải quên vì giá trị mà tại vì nhỏ hơn. Nhưng mà một điều thú vị, cái tác phẩm Quý Bút Thích Bát Cá đó nó được gìn giữ bởi ở tại một đất nước mà không có kinh điển Bali thịnh hành, tức là Phật giáo Bắc truyền, tức là tại Trung Quốc, và từ thời Nam Bắc Triều mà duy trì tới sau này. Quý vị biết là một tác phẩm mà duy trì lâu như vậy mà vẫn còn trong bản chữ Hán, và khi mà dịch ra đó người ta rất là ngạc nhiên về cái tích nguyên nguyên của những cái lời và ý ở trong đó. Chúng tôi đọc cái bản chú thích của các học giả người Nhật đó thì họ rất là khen ngợi cái công trình dịch thuật nguyên thủy từ tiếng Bali sang chữ Hán. Và khi ngài Somá ngài dịch từ chữ Hán sang tiếng Bali đó thì ngài cũng
cho biết là hoàn toàn không có gì khó khăn hết. Và đặc khi dịch hiện tại bây giờ quý quý chứng cá chúng ta có thể đọc cái nguyên bản bằng tiếng Anh, và vị nào mà đọc cái quyển giải thoát đạo luận mà của Hòa Thượng Nhi tiếng dịch đó, thì chúng tôi thưa rằng cái bản đó nó mang cái hơi hám của tiếng Nhật nhiều hơn. Và cái bản tiếng Anh thì thưa quý vị là có một số cái cách phân đoạn gãy gọn hơn. Bây giờ thì chúng tôi lại muốn nói đến một chuyện, nói thêm một chuyện nữa là về cái câu kinh khi nãy đó, và câu kinh khi nãy mà mình học đó thì tôi thường xuyên có hướng dẫn cho quý Phật tử. Đó là bài này chúng ta gọi là cái bài kinh nghe rất là bài kinh Đức Phúc của Chư Tăng, và Chư Tăng thường đọc. Thì trước khi mà nói thêm về bài kinh này đó, thì chúng tôi muốn nói với chị nghe một cái câu chuyện bên lề. Đó là khi mà chúng ta phát nguyện điều gì đó, thì đôi khi một hình ảnh đặc trưng hay là một ảnh mang tính biểu tượng đó, nó là ảnh hưởng đến sự phát nguyện của chúng ta. Ở trong kinh điển Phật giáo liên quan đến cái phẩm Milinda Bandha thì có một câu chuyện là có một ngôi chùa gần bờ biển, và trong ngôi chùa đó thì có vị sư cả và vị sa di. Thì hôm đó gần tới ngày lễ đó thì vị sư cả sai vị sa di quét chùa, và có lẽ cái chùa nó cũng lớn và quét rất là mệt. Thì vị sa di sau khi mà quét sạch hết thì vị sa di đó lại đi ra bờ biển để tắm. Và trong lúc ra bờ biển tắm thì vị này nhìn thấy sóng biển ở ngoài khơi nó đánh tới tấp vào trong bờ. Thì vị sa di này cảm hứng lên và nói lớn cái lời phát nguyện của mình là do cái công đức mà mình đã làm á, và sinh ra đời sau mình có cái trí tuệ đó, mà nó trí tuệ cao vời mạnh mẽ vượt thắng. Khi mà mình đối diện với bất cứ vấn đề gì thì nó ầm ập như là sóng biển đập vào bờ vậy. Ở trong vị sư đi nói như vậy đó, thì là cái vị sư cả đi sau lại nghe câu chuyện đó. Thì vị sư cả mới nghĩ là cái ông sư di này ông vừa nguyện, ông lấy cái sóng biển làm cái cảm hứng ông nguyện, và cái lời nguyện này chắc chắn là thế nào do cái thứ ông làm thành tựu về đời sau. Và khi trí tuệ kiểu này mà lỡ ông có một cái tâm gọi là áp đảo người khác thì thật ra không ai chịu nổi hết. Thật ra vì dạ quý vị qua khỉ chờ cho chút xíu, dạ để quý vị chờ cho chút xíu. Hello, để quý vị có nghe được không? Dạ, thì thưa quý vị, vị sư cả đó thấy như vậy mới dùng một cái hình ảnh khác. Hình ảnh đó là cái gành đá với những cái tảng đá trơ ra hứng chịu sóng biển nhưng mà vẫn bền bỉ với thời gian. Hay là vị sư cả đó là do tất cả cái công đức tu tập và công quả của tôi trong cái vai trò của vị trụ trì của chùa đó, mong là đời sau đó, tôi có thể giúp có cái trí tuệ kiên định vững vàng giống như là những cái gành đá đó, có thể hứng chịu tất cả cái sóng biển đánh đập vào trong bờ, và trong trường hợp có thể đối trị được. Nếu mà vị sa di này đó mà có cái tâm mà dùng cái trí tuệ để khuyên đạo thế gian đó, thì tôi có thể trị được. Đại khái như vậy. Quý vị biết là hai thầy trò cùng phát nguyện, và một vị lấy sóng biển làm nguồn cảm hứng, và vị khác lấy gành đá làm cảm hứng. Dạ. Cái hình ảnh này đó nó là một trong những thí dụ là thường thường khi người ta phát nguyện điều gì, người ta dựa trên một cái hình ảnh nào đó. Thí dụ ông Cấp Cô Độc đã từng thấy một vị nam cư sĩ trong quá khứ là đệ nhất nam cư sĩ hộ trì Đức Phật ở Padumuttaro. Thành ra vị này phát nguyện là đời sau xin cho trở thành một đệ nhất nam cư sĩ như vậy. Hay là Tôn giả Ananda đã từng phát nguyện trở thành một thị giả vì chánh đẳng nhất giác. Hay là Ngài Xá Lợi Phất Kiều Mục Kiền Liên đã từng phát nguyện trở thành vị thượng thủ thiên văn do nhìn thấy hình ảnh của một vị thượng thủ thiên văn khác.
Thành ra khi mà người ta phát nguyện là phước gì đó, người ta hay dùng một cái hình ảnh. Thì ở trong bài kinh này có một cái hình ảnh, mà hình ảnh này đó nó lại là một cái gì rất là tượng hình. Đó là như trong sông tuôn chảy làm cho cái biển công đức được đầy. Dạ, chúng ta nhớ rằng biển cả mênh mông như vậy, đó là nơi quy hướng của bao nhiêu con sông, bao nhiêu cái con nước chảy về. Dạ, bao nhiêu con nước lớn nhỏ cùng quy tập về biển cả, về đại dương. Thì cái đại dương ở đây tức là một cái biểu trưng cho biển công đức, mà ở trong Dương Hán gọi là công đức hải. Và những cái con nước lớn nhỏ đó là tượng trưng cho cái hạnh lành. Dạ, ví dụ mình làm phước, ở trong cái việc mình làm phước là mình làm bằng công, làm bằng của, làm bằng tùy hỷ, làm bằng hồi hướng, làm đủ thứ chuyện phước hết ở trong một buổi như vậy. Thì mong cho tất cả những cái phước hạnh đó đó như là những con nước làm cho cái biển công đức được đầy. Và ở đây một cái hình thức rất là, một cái cách nói rất là tượng hình đó, là như trong sông chảy cùng hướng về cái biển ở đây chúng ta gọi là công đức hải hay là biển công đức. Và nếu quý vị nào mà có sinh hoạt ở bên Thái Lan đó, thì thưa quý vị, cái hình ảnh này đó được tạo nên bởi một cái việc làm mà chúng tôi nói thì, khi nào quý vị để ý đi qua chùa Thái Lan thì thấy đó, là thường thường mỗi khi chư tăng tụng bài này đó thì cái vị thí chủ đó, cầm một cái bình nhỏ thôi, khoảng một gang tay mình về đó, ngắn hơn gang tay, và ở đó đựng nước, và họ lấy nước đó họ mới rót xuống trong một cái chúng tôi tạm rồi là cái tô hay cái đồ đựng nước á, để rót xuống. Và cái vị nào mà quen với nền văn hóa đó thì không có rót liền, mà rót chậm chậm, và rót vừa khi mà chư tăng tụng hết bài này thì rót hết nước. Thì dùng cái hình ảnh mà nước đổ xuống đó là tượng trưng cho nước của trăm sông và chảy ra biển cả. Và cái hạnh lành của mình nó giống như một con nước làm cho biển công đức được đầy. Thật ra đó thì nếu chúng ta hiểu bài kinh này thì chúng ta hiểu được cái phong tục đó. Dạ. Và chúng ta hiểu bài kinh thì hiểu phong tục, mà nếu chúng ta hiểu được cái lý đạo á, là cái, ở đây thưa quý vị, là mỗi một cái hạnh lành của chúng ta đó là một nguồn nước. Nhưng mà đừng bao giờ xem thường nguồn nước đó. Đức Phật ngài nói là chớ khinh thiện nhỏ không làm, rằng không kết quả đến ta bao giờ. Nước kia từng giọt nhỏ hờ, bình kia càng chảy bao giờ có hay. Tức là nước mà từng giọt làm cho bình đầy. Và cái đại dương mênh mông thật ra nó là nơi quy tập của bao nhiêu nguồn nước. Chúng ta nói nước của sông Nin, nước của sông Amazon, nước của sông Hoàng Hà, nước sông Cửu Long và nhiều dòng sông khác cùng chảy ra biển. Đó là một cái hình ảnh rất là vi diệu, rất là đặc biệt. Thành ra khi mà mình làm phước á, mà người hiểu đạo á, thì hiểu rằng mỗi một cái việc mình làm, dù là một lời nói tùy hỷ là xa thú, hay là một cái tâm liệu toan về trước khi làm phước, hoặc giả là cái tâm hồi hướng công đức, tất cả điều đó đều là những con nước, và những con nước này cùng hướng về gì? Hướng ra cái biển công đức. Dạ, công đức hải. Và cái biển công đức này được đầy đủ. Chúng tôi nhớ là ngày xưa ngày Hộ Tông ngày dịch cái bài kinh này đó, mà chư tăng cũng hay tụng ở bên Nam Tông đó, cái mình đi ngày Hộ Tông ngày dịch. Đây là cái văn rất xưa, chúng ta nói từ thập niên 30-40 thế kỷ này. Ngày dịch như vậy là các con đường nước đầy đủ, nhất là sông và rạch làm cho biển được đầy đủ, và cũng như sự phước báo mà thí chủ làm trong lúc hiện tại đây. Thì cái câu mà các con đường nước đầy đủ, nhất là sông và rạch đó, thì có nhiều người nghe nó tức cười lắm, nhưng mà mình tụng quen nghe cũng hay. Nghe cũng hay, nhưng mà ở đây tức là tất cả con nước đều dẫn ra biển cả. Và có một cái cô Phật tử, cô đó cô đi chùa Nam Tông, mà khi mà cô đi chùa tội nghiệp lắm, cô không có biết nhiều, nhưng mà cô sang bên Dallas Tower, cô đi một cái chùa của Hòa Thượng Trí Hiền, chùa Pháp Quang, chùa Bắc Tông. Và cô vô chùa đó thì cô lại Phật xong, thì cô mới hỏi là không biết quý vị ở đây biết cái chùa nào mà tụng các con đường nước đầy đủ không. Vậy mà có người nói là biết rồi dẫn đến chùa của Hòa Thượng Pháp Nhận. Thì đó là một giai thoại nghe rất là vui. Nhưng mà thưa quý vị, nó phát xuất từ cái câu kinh này. Khi mà chúng ta làm phước á, mà chúng ta nghĩ đến
những hạnh lành của mình là những cái dòng nước, và tất cả trong sông đều hướng về biển cả, bao nhiêu con nước đều hướng về đại dương hết. Nước mà luân lưu thì cuối cùng phải chảy ra biển cả chứ. Ở đây là một điểm mà chúng ta nên nhớ rằng, hễ con sông á, mà nó không chảy đó, tức là ao tù chứ không thành sông được. Và khi bất cứ con sông chảy đó, thì những cái dòng nhỏ nó ra dòng lớn, từ những phụ lưu ra cái chủ lưu. Và chủ lưu á, nước sông không thể nào mà không chảy được. Nước sông không chảy tức là nó sẽ bị sanh tăng lục, và nó chảy tay đi đâu, tất cả sông đều ra biển cả, như trong sông cũng hướng về biển cả. Thì khi mình là phước gì, mình nguyện là nguyện tất cả những cái công đức chúng ta làm đó, nó được thành tựu viên mãn. Thành tựu viên mãn ở đây là cái biển công đức hay công đức hải được đầy. Thì cái bài kinh này thật ra rất là ý nghĩa nếu mà chúng ta hiểu nghĩa và chúng ta hiểu cái phong tục. Bây giờ thì thưa quý vị, nãy giờ chúng ta chúng ta nói về câu chuyện vui để học. Sở dĩ mình chúng tôi nói thêm là tại vì thật ra có những câu chuyện nghe không có vui. Thì quý vị chờ chúng tôi chút nhé. Nếu quý vị có nghe được không? Dạ, quý vị có nghe được. Dạ. Bây giờ chúng ta qua phần bài phản ngữ thưa quý vị. Dạ. Xin lỗi quý vị nha. Trước khi qua phần ngữ, chúng tôi nói thêm một ý nghĩa này nữa. Hồi nãy sư đạo siêu có đề cập đến là ở trong một cái bài học của mình có nhiều cái thí dụ. Ở đây có hai cái thí dụ khác đó, là như trăng sáng ngày rằm, như ma ni ngọc báo. Thì ở đây có cái ý nghĩa như vậy thưa quý vị, mặt trăng mà buổi tối thì nó sáng rực lên, do buổi tối mặt trăng sáng rực lên, và cái hình ảnh mà ánh sáng trăng á, nó vừa mát dịu, nó làm cho chúng ta cảm thấy hưng phấn trong lòng thế nào, thì một cái phước báo nó được được sáng tỏ như vậy. Và như mani ngọc báo, cái mani đó, ngọc mani đó là ngọc như ý. Người ta nói người nào có được cái viên ngọc mani đó thì người đó có thể thành tựu nhiều ý nguyện lắm. Gọi là như ý bảo châu, ngọc mani thì chữ Hán gì là như ý bảo châu. Thì chư tăng có hay tụng bài kinh mà có nhiều vị nghe cũng không có hiểu sai, thì chúng tôi cũng thưa rằng tại vì ngài Hổ Tông á, ngài có dịch một cái chữ mà cho đến giờ này thì chúng tôi cũng không có thấy ở trong tiếng Việt nói nhiều. Nhưng mà chữ Tăng vẫn thường tụng đó là chữ rỡ ràng. Như Ngọc Mani chữ rỡ ràng. Mà có nhiều vị Tăng sau này xuất gia đó, thì không đọc là rỡ ràng, dịch là rõ ràng. Thì nó không phải là rõ ràng mà ngày dịch là rỡ ràng. Như Ngọc Mani chữ sáng rỡ ràng. Chữ rỡ ràng đó, ý ngài nói là nó sáng chói. Nhưng mà chúng tôi tra lại chánh tả từ vị đó của ngài, của từ vị miền Nam của Vương Hồng Sển đó, thì chỉ thấy có một từ điển đó đề cập đến chữ rỡ ràng thôi. Như Ngọc Mani chiếu sáng rõ ràng, chứ phải là rõ ràng những cái rõ ràng là sáng chói. Nhưng mà chữ này không ai xài nữa. Có nhiều cái chữ đó, nó gọi là phương ngữ, rất là địa phương, mà sau này người ta không xài. Thật ra sau này có nhiều vị sửa lại là tụng là không phải sửa lại mà có bị đọc đi là Như Ngọc Mani chiếu sáng rõ ràng, chữ rõ ràng nó không dùng chữ chiếu sáng, sẽ nó là rõ ràng, là rực rỡ. Chúng ta rực rỡ đó là văn xưa. Văn xưa. Bây giờ thì ý chúng ta muốn nói rằng chúng ta dùng hình ảnh của ngọc như ý bảo châu, chúng ta dùng hình ảnh của ngày trăng sáng ngày rằm để làm một cái tượng hình
một cái khái niệm tượng hình để nói về cái phước báo được thành tựu một cách viên mãn, một cách viên mãn, một cách sáng chói, một cách sáng chói, một cách đáng trân trọng, đáng quý. Đó là ý nghĩa câu kinh. mình học kinh điển đó, thì có điểm như vậy là mình phải uyển chuyển, phải linh động, đừng nên cố chấp quá. Mình hiểu cái ý thôi, giống như là mình đi, mình đến một nơi nào, một cái thành phố nào, thì nếu mình khéo mình nhìn từ những cái đẹp hơn là nhìn những cái không đẹp. Thì ở đây bất cứ một cái nào đó nó không hẳn 100% là giống như là chúng ta nghĩ, nhưng mà ở đó chúng ta lượm nhặt ra rất nhiều cái viên ngọc, lượm nhặt ra rất nhiều cái cánh hoa rất là đẹp. Đó là cái việc mà chúng ta làm. Bây giờ thì thứ gì chúng ta dành thì giờ để đi qua bài học phản ngữ. Và cái bài phản ngữ này không biết vì lý do sao mà lúc chúng ta soạn chúng ta không coi giờ, nó đã được hình như là tuần lễ này, tuần lễ thứ hai hay thứ ba gì đó được dời lại. Thứ hai thứ ba dời lại, bữa nay mình mới học. Và danh từ nữ tánh chỉ ngữ Úc. Chỉ ngữ Úc. Thật ra đó thì quý vị mới coi quý vị thấy nó hơi khó, nhưng mà nếu quý vị đọc cho kỹ thì nó tương tự gần gần giống nhau. Khi mà chúng ta chia chủ cách, đối cách, sử dụng cách, dĩ định cách, xuất xứ cách, định sở cách, thuộc cách, v.v. nó hơi giống giống nhau. Thật ra rất dễ nhận ra mặt chữ, nhưng mà nó không có khó nhớ đâu. Thì ở đây chúng ta học danh từ nữ tánh, mà danh từ nữ tánh tận cùng bằng út. Và cái thí dụ ở đây chữ thê nú. Thê nú là bò cái. Thê nú là con bò cái. Và chữ thê nú ở trong tiếng Pali đó, thì có khi chỉ là con bò cái, nhưng mà hơn 50%, và quý vị cẩn thận là hơn 50% ở trong các bản kinh đó, thì được chỉ cho những cái loài mà loài mà có vú, những cái loài có vú mà giống cái là thê nú. Nên phải cẩn thận nha. Chúng tôi xin lỗi quý vị là quý vị nên chúng tôi biết thiếu chữ là thê nú là con bò cái chứ không phải là con bò. Con bò cái. Chúng tôi biết thiếu quý vị bị lừa thì chơi bò cái thê nú. Và chủ cách là thê nú, đó là chủ cách số ít, số nhiều là thê nú, thê nú vô. Đối cách là thê nú, số nhiều là thê nú, thê nú vô. Sử dụng cách đó, là số ít là thê nú do, số nhiều là thê ní. Cái một lần nữa chữ thê nú phí là cũng có, nhưng mà ít nha, và thường trong những bản kinh cổ. Lâu lâu mà quý vị nghe những cái lời tựa mà Hòa Thượng Minh Châu á, Hòa Thượng hay có câu là cái ngữ pháp á, của Suttanipata hay là của Pháp Cú Kinh rất là cổ, là tại vì ở trong những cái tác phẩm này đó, những quyển kinh này, những cái bộ kinh này đó, lại có rất nhiều cái chữ phí xuất hiện. Thay vì nó là thê nu hí thì lại sẽ thê nu phí. Nhưng mà khi mà mình là học trò, học tiếng Phạn mà mình biết á, thì tốt hơn hết là mình dùng chữ thê nu hí thay vì thê nu phí. Thê nu phí là chúng ta tìm thấy trong cổ văn, quý vị để ý. Do đó chúng tôi để trong một đơn. Xuất xứ cách là thê nu giá, thê nu hí là số ít số nhiều. Ở đây quý vị thấy xuất xứ cách và chỉ định cách đó, thì giống nhau, không có khác. Xin lỗi, sử dụng cách và xuất xứ cách giống nhau. Chỉ định cách là thê nu giá, số nhiều là thê nu hắn. Sở thuộc cách số ít là thê nu giá, số nhiều là thê nu hắn. Thì ở đây chỉ định cách và sở thuộc cách lại là giống nhau. Có hình thức giống nhau. Cái sử dụng cách và xuất xứ cách là giống nhau. Định sở cách là thê nu gió, thê nu vắng, thê nu xuống. Thê nu vắng và thê nu xuống là đều là được dùng phổ thông hết. Chữ nào cũng được. Nó không có vấn đề kim văn cổ văn ở trong đó. Hô cách là thê nu, thê nu, thê nu vô, thê nu, thê nu, thê nu vô. Bây giờ thì chúng ta uh,
chúng ta học một số các cái từ vựng mà danh từ nữ tính tận cùng bằng út, tận cùng bằng út, nó được chia giống như chữ thê nú ở trên. Chúng tôi nói chữ thê nú là để cho quý vị dễ nghe, chứ đúng là đọc là đê nú, đê nú. Cái này là cái phiền cho chúng ta, thưa quý vị. Nếu người Việt Nam chúng ta đó mà đọc là chỉ đọc là đê nú, đọc đúng, nhưng mà nghe hơi khó đọc, nên chúng ta đừng đọc thê nú, cũng như giống như đọc là đáng là đọc là sa đú, sa đú, chúng ta đọc là sa thú. Mà chỉ sa thú á, ở trong tiếng Pali á, nó có nghĩa không có hay. Dạ, sa thú thành ra quý vị sang bên Tích Lan, dạ, quý vị sang bên Tích Lan, quý vị phải phải rất là cẩn thận. Tại vì thật ra nếu mà chúng ta không có khéo thì người ta hiểu nghĩa khác. Thật ra ở bên Tích Lan họ nói là sa thú, sa đú. Sa thú chứ không phải là sa thú. Và ở trong chữ này chúng ta đọc là thê nú, đọc cho dễ đọc, nhưng mà thật ra họ đọc là đê hê thú, nú. Trong phần từ vựng thì có chữ gia cú. Gia cú là trắng loãng. Trên này đó chúng tôi có chữ thích. Cái chữ gia cú ở đây đó, ở trong tiếng Anh chúng ta dịch là porpoise, và chữ porpoise porpoise nó khác với một cái chữ khác cũng là cháu trong tiếng Anh gọi là congee đó, làm loại cháu mà nấu đặc biệt làm gạo thôi. Còn porpoise thì có thể nấu bằng đậu, có thể nấu bằng nhiều thứ về porridge. Thì ở đây gia cú á, tức là mọi thức ăn nấu loãng, giống như là đan chẳng hạn. Cái này nó hơi khó phân biệt, là tại vì người Việt Nam chúng ta nói là cháo loãng á, thì chúng ta thường nghĩ đến nấu bằng gạo, nấu bằng nếp. Nhưng mà thưa quý vị, thật ra thì ở trong cái anh có hai chữ, là chữ porridge và chữ congee. Hai cái phân biệt nhau, ở đây là porridge, gia cú. Nên nhớ kỹ cái điều này. Ca sú là cái hố. Dạ, ca sú là cái hố, cái hầm. Quýt chú là ánh chớp hay tia chớp. Dạ, ánh chớp tia chớp trên bầu trời. Rách chú là cái dây. Dạ, rách chú là sợi dây. Đát chú là bệnh chàm, bệnh eczema hay là bệnh bội nhiễm. Ở đây là một cái chứng bệnh tương đối rất là đặc biệt theo trong y học. Dạ, y học chúng tôi sẽ nói sau về bệnh này. Ngày hôm nay đó, hồi xưa đó thì trong sách Trước Bẩm Lâm ta hay là bệnh bội nhiễm, nhưng mà bây giờ họ dùng chữ eczema. Chúng tôi cũng biết là chữ nào ở Việt Nam bây giờ phổ thông hơn. Và cái chữ mà trong dân gian gọi là bệnh chàm. Cái nê rút là con voi cái, con bò cái. Trong tiếng Phạn á, thưa quý vị, lại có nhiều cái chữ lạ lắm. Ví dụ như chữ naga. Naga là con rồng. Naga là con voi. Naga là cũng mãng xà, con rắn. Con rồng, con rắn, con voi cũng được. Thì chữ Caneru ở đây cũng vậy, đó là con voi cái cũng được, bò cái cũng được. Mấy chữ này là khi mà chúng ta đọc, chúng ta phải hiểu cái ngữ cảnh, và đôi khi cũng phải có chú thích thì mình biết đích xác. Mặc dù quý vị nói là ủa, con voi bò khác nhau hoàn toàn, tại sao cùng một chữ, nhưng mà đó là chữ nghĩa, mình đành chịu thôi. Cũng như là trong tiếng Việt Nam của chúng ta, là vì ở miền quê đó, con voi với con tượng là một, con voi là một, voi với tượng là một. Nhưng mà sòi voi khác với sòi tượng thì cũng chịu. Tha tú là nguyên tố, là cái tinh thể, đôi khi dùng để chỉ cho xá lợi, di cốt á. Tha tú giống như là xá lợi, thường dùng chữ Maha Tha Tú, gọi là tiếng Thái gọi là Mahat.
Mahatha Tú chỉ cho Xá Lợi Phật, Xá Lợi Đức Phật. Thì cái chữ này chúng ta tạm dịch là tinh thể. Đúng ra thì ở trong trong sự phân chia Xá Lợi Đức Phật thì có xương trán, xương vai, có răng nhọn và những tinh thể. Xương trán, xương vai thì có từng cái cục vuông giống y hệt như là những cái xương xương mà của người mất mà chúng ta hỏa táng rồi, xương trán, xương vai và cái răng nhọn. Dạ, có bốn cái răng nhọn của Đức Phật còn để lại. Nhưng mà cái tinh thể đó thì có tinh thể giống như là hạt cải, tinh thể như hạt thóc, có thể hạt mè, hạt thóc. Dạ, ba cái loại tinh thể. Thì Tha Tú ở đây chỉ cho những cái tinh thể đó. Sát Xú là mẹ chồng hay mẹ vợ. Dạ, mẹ chồng hay mẹ vợ. Ở đây cũng là điểm thú vị là người Ấn Độ thì mẹ chồng mẹ vợ họ xài một chữ thôi, là chữ Sát Xú. Sát Xú giống như tiếng Anh gọi là in-laws, mother in-laws, là mẹ chồng hay mẹ vợ. Nhưng mà người người Trung Hoa đó thì họ lại phân biệt. Dạ, họ phân biệt là bên mẹ mẹ vợ, mẹ vợ thì phải gọi là nhạc mẫu, mẹ chồng gọi là gia mẫu hay là gia gia. Có sự phân biệt như vậy là tại vì bên Trung Hoa đó, họ có phân biệt nữ nhi ngoại tộc. Do khi người phụ nữ lấy chồng thì cha mẹ của chồng là cha mẹ của mình. Dạ, cha mẹ của mình gọi là gia mẫu hay gia gia. Nhưng mà mẹ vợ, mẹ chồng gọi là nhạc mẫu. Ở trong tiếng Phạn thì không có. Ở trong tiếng Phạn thì xài một chữ thôi. Mẹ vợ thì mẹ chồng đều là Sát Xú. Cũng như cái gì là ở trong tiếng Anh mình nói là mother in law. Cảm ơn sự nghe thật. Quách thú là con dâu. Dạ, quách thú là con dâu. Chữ quách thú có một vài trường hợp là họ xài chung á, là tỳ thiếp hay là những người mà sống với người con trai của mình đều là quách thú, chứ không hẳn con dâu. Người Việt Nam chúng ta đó thì có phân dâu là chính thất hay là thứ thất hay là chỉ là người hầu hay là tình nhân. Nhưng mà chữ quách thú ở đây chỉ cho một người phụ nữ mà có quan hệ với đứa con trai của mình, gọi là quách thú. Thì chúng ta tạm dịch là con dâu, chứ cũng không có chuẩn là về động từ. Thưa quý vị, thác kê tí là khép lại, đóng lại, nếu mà đóng cửa. Nà xê tí là tàn phá, tiêu hủy. Samacha tí là quét. Ô pha xê tí là tỏa sáng, chói sáng. Chữ ô pha xê tí này chúng ta thường hay đọc ở trong các cái bài kinh nói về chư thiên ban đêm đến gặp Đức Phật và hào quang tỏa sáng cả cái chùa Kỳ Viên chẳng hạn. Dạ, mà hồi đó tỏa sáng thì dùng hai chữ opacity là sáng chói. Pachati là đồng hành, cùng đi. Panchati là cột, là bột. Chúng ta hình như là mới học gần đây có cái kinh về kinh Panthana. Dạ, như cột buộc, truyền cái Panthati, cái dây trói buộc. Panthati là cột, là buộc. Panthú là bà con quý thuộc, tức là có cái liên hệ ràng buộc. Quý phá cha tí là chia ra, phân phối. Panchati là làm gãy, làm bể, chứ phải làm bể. Cho quý vị có thể sửa chúng tôi đánh trật chữ, chúng ta chỉ làm chứ phải chữ làm. Dạ, với chữ làm quý vị tưởng đâu chúng tôi biết theo kiểu tiếng
tiếng Quản là bể, là bể, là bể. Break, cái tên là break. Cái chữ chữ Panchati trong tiếng Anh đó, chữ Panchati trong tiếng Bali đó, thì nó phổ thông giống như chữ break ở trong tiếng Anh. Tiếng Việt Nam mình thì cái này hơi rắc rối nha. Tiếng Việt Nam mình là đổ khác, mà là bể khác, mà là vỡ khác. Tùy theo chỗ mình nói. Dạ. Là thí dụ như mình nói là mình làm rách cái quần chứ mình không làm bể cái quần. Cái gì nó giòn thì mới bể, còn cái gì mà nó bằng vải thì mới rách. Nhưng mà ở trung tâm gì cũng rách được hết. Và ở trong tiếng Phạn đó thì chúng ta xài chung một chữ là Panchati. Ma Priti là tạo nên, xây dựng. Vihim Sati là làm hại, gây tổn thương. Him Sati cũng gây tổn thương. Quý Him Sati là làm hại. Và chúng ta có cái chữ mà rất là phổ thông trong cái văn hóa Ấn Độ là Ahimsa. Ahimsa là bất bạo động. Đó là chúng ta dịch, nhưng mà chúng ta thì dịch là vô hại. Ahimsa là vô hại. Hay là Ahimsa nghĩa là không gây tổn thương người khác. Chết đi tí là ném, là vứt, là quăng. Ném vứt quăng. Bhattarati là trải ra. Trải ra. Thứ gì chúng tôi lần trước có một vị gửi cho chúng tôi một cái bản mà chúng tôi thấy cái rất là hay, mà chúng tôi cứ gửi cho quý vị mà sau đó thì quý vị chờ chúng tôi một chút nha. Sau đó thì chúng tôi lại có một vị khác nói với chúng tôi là mình gửi như vậy nó không có đồng bộ, thành ra chúng tôi bỏ ra. Nhưng mà đó là cái bản bài tập mà của cái giáo trình, bài tập mà của cái giáo trình của giáo sư Lidi de Silva biên soạn. Cái này gọi là bài giải. Thì cái bản này chúng tôi thấy rất là hay, do đó chúng tôi muốn quý Phật tử nào mà có cái dịp á, quý vị vào ở trong cái website, lát nữa chúng tôi sẽ cho quý vị để quý vị có thể dùng bản này. Nhưng mà tốt hơn hết là mình làm dùng sao để mình sửa bài tập, và nếu quý vị biết được tiếng Anh thì rất là tốt. Tại vì cái bản này đã viết cho người ta Anh một chú thích. Thì cái cách mà cái bản này gọi là giải bài tập của chúng ta thì rất là tốt, thưa quý vị, rất là tốt. Để chúng tôi tìm cái link cho quý vị. Quý vị chờ chúng tôi. Chúng tôi phải post từng câu, quý vị mới thấy cái cách mà chúng ta làm bài tập Bali đó nó lại rất là tốt. Ví dụ như chúng ta có cái câu này, câu đầu tiên, Watu Satsuya Thenu Ratchuya Pantitwa Ketang Nè Sĩ. Thì cái chuyện đầu tiên mà mình làm á, cái tập này rất là hay. Cái tập này hay tức là mình cắt chữ ra. Cắt chữ về từ vựng trước. Khoan chia văn phạm ra, cắt chữ về từ vựng trước. Thì gì Watu? Watu là gì? Là nàng dâu. Watsuya là mẹ chồng. Ratchuya là con bò cái. Không, Thê Nung là con bò cái, Ratchuya là sợi dây, Banchitoa là cột. Banchitoa là cột. Khế Tăng là ruộng, và Nê Xí là dắt hay là dẫn. Quý vị thấy không? Rất là hay. Chúng ta dịch từ chữ Watu nàng dâu, Watsuya mẹ chồng, Thenu là con bò cái, Ratchuya là sợi dây, Banthitoa là cột, rồi Khetang là ruộng, Nê Xí là dắt dẫn. Thì bây giờ chúng ta mới
chia ra là đó là văn phạm, bằng ngữ bằng văn phạm là Vát Thu, là chủ cách, là nàng dâu, và Sasuya là mẹ chồng mà sở hữu cách hay sở thuộc cách, tức là của mẹ chồng. Thê Núng là con bò. Rachuya, chỉ Thê Núng ở đây là đối khách. Dạ, Thê Núng là đối khách. Rachuya là sợi dây, ở đây là sử dụng cách. Bantitoa là sau khi cột. Dạ, sau khi cột. Sau khi cột dây vào con bò của người mẹ chồng, thì nàng dâu đã làm gì? Nàng dâu đã dẫn, nê xí là dẫn, khét tăng là ra ruộng. Dạ, để dẫn ra ruột. Dạ. Là nàng dâu sau khi cột con bò của mẹ chồng với sợi dây đã dẫn ra ruột. Dạ. Cái cách mà người ta làm á, thưa quý vị, nó... chúng tôi chỉ làm thí dụ thôi. Nếu quý vị đọc tiếng Anh thì quý vị có thể dùng cái bản đó rất là dễ. Tức là ban đầu thì họ cắt chữ. Họ cắt chữ là họ làm cái từ vựng từ chữ rồi sau đó họ mới ghép lại thành câu. Chúng tôi không biết cách này nó có tốt cho quý vị không, nhưng mà chúng tôi thấy rằng nó cũng rất là tiện lợi. Và khi mà mình dịch tiếng Bali bắt buộc phải dịch như vậy. Dạ, phải dịch như vậy. Hay là ở đây chúng tôi đưa một thí dụ khác thôi. Một thí dụ khác thôi. Đó là dịch từ tiếng Bali sang từ tiếng Bali sang tiếng từ tiếng Việt sang tiếng Bali đi. Dạ. Đây là cái câu, đây là câu tiếng Việt, thưa quý vị. Đây là câu tiếng Việt. Người mẹ đã lấy vàng trong cất trong rừng và cho con gái. Dạ. Và cái câu tiếng Anh, câu tiếng Anh là cái câu này mà chúng tôi dịch sang câu tiếng Việt đây. Người mẹ đã cất vàng lấy trong rừng, cất trong rừng cho con gái. Thì the mother took the gold, kept in the box and gave it to the daughter. Thì ở đây đó, người ta dịch như vậy. Dạ, yeah, dịch như vậy. Trước nhất họ dịch đó, cái này chúng tôi nghĩ cách này rất là ở đây tức là một trong nhiều cách thôi. Chúng tôi không bảo đảm là tốt cho mọi người, nhưng mà rất là thú vị. Đó là người mẹ là Amma. Dạ, yeah, đã lấy là Gahetua, hay sau khi lấy ra hệ toa vàng, su quan năng là vàng, tháp vi tăng mà chú sa dăng a đà sĩ thi tu già là cất trong rương. Dạ, lấy vàng cất trong rương và cho đứa con gái. Dạ, thì cái câu mà gom lại để mà dịch cái câu mà dịch mà ghép lại phần văn phạm á là cái dịch là Amma ma chú sa yắn tha bi tăng su an nắng ca hê toa. Dạ, ma chú sa yắn Thập Ti Tăng là cất ở trong rừng, Su Huynh Năng là vàng, Ghe Hê Toa là lấy, Thi Tu Gia là con gái, A Đa Sĩ là đã cho, Amma là người mẹ. Dạ, thì người mẹ đã lấy vàng cất trong rừng cho đứa con gái. Sở dĩ mà chúng tôi nghĩ đến cái này giới thiệu với quý vị đó là tại vì bây giờ thì càng lúc chúng ta học câu càng dài. Dạ, yeah, chúng ta học các kiểu câu càng dài. Nếu mà quý vị để ý thì nó rất là dễ. Ở đây khi mình nói là người mẹ đã lấy vàng cất trong rương và cho con gái đó, thì chúng ta thấy cái chủ từ. Dạ, yeah, chủ từ là Amma. Amma là người mẹ. Dạ, yeah, là chủ từ. Dạ, yeah, chúng ta. Và chúng ta có một cái mệnh đề khác đó là đã lấy vàng cất trong rừng. Dạ. Thưa quý vị chờ chút thêm một chút.
Đây là một cái mệnh đề lấy vàng cất trong rương và đã cho người con gái. Tiếng Việt chia thành một cái chủ từ là ama là chủ từ, và cái câu thứ ba đó, và Tituya Adasi là đã cho người con gái, thì người mẹ đã cho người con gái, cho cái gì? Cho vàng. Và cái vàng này đó là nó có nguyên một cái mệnh đề. Mệnh đề đó là gì? Đó là đã lấy vàng cất trong rực. Người mẹ đã lấy vàng cất trong rực cho đứa con gái. Thì khi mà chúng ta cắt ra làm ba đoạn như vậy, ba phân đoạn như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy cái câu nó đơn giản hơn nhiều. Tại vì nếu không á, chúng ta học rất là rối. Và đọc rất là rối. Và trong trường hợp này đó, quý vị mà dịch từ tiếng Việt mà sang tiếng Phạn đó, và quý vị chỉ để ý một cái chữ là đầu tiên đó, là chúng ta nói về người mẹ. Dạ, yeah. Với người mẹ, rồi đã lấy vàng cất trong rương. Dạ, yeah, đã lấy vàng cất trong rương là cái câu số 2, là cái một cái mệnh đề thứ hai. Dạ, yeah. Rồi và cho đứa con gái. Dạ, yeah. Chữ và này chúng ta chỉ thêm vào thực sự thì không có cần chữ và trong này, là cho và cho con gái. Đây là một cái gì là lợi lạc để chúng ta nhận ra cái câu. Dạ, yeah. chủ từ ở đây là ama, túc từ ở đây là Tituya là con gái, Adasi là đã cho. Dạ, yeah, đã cho đứa con gái. Và chúng ta có một cái mệnh đề, mà cái mệnh đề này làm túc từ là đúng là dịch là người mẹ sau khi lấy vàng ở trong gương rương đã cho đứa con gái. Dịch như vậy thì dịch như vậy thì nó rõ hơn. Dạ, yeah. Nhưng mà mình dịch như vậy nó hơi dài dòng một chút, mình không có nói dịch tại sao khi, nhưng mà đúng ra cái chữ mà cái hê toa là lấy. Dạ, yeah. Cái hà tiết cái hê toa là sau khi lấy vàng cất trong rừng và cho đứa con gái. Cái cách mà mình học một cái ngôn ngữ thứ, thì đôi khi cái căn bản là phân biệt chủ từ, động từ, túc từ. Và trong cái bên cạnh đó thì chúng ta có những cái mệnh đề thì nó bổ túc, nó bổ nghĩa cho cái thí dụ như người mẹ cho đứa con gái cho cái gì? Cho vàng ở đây là suvarna. Dạ, nhưng mà vàng đó là nó có nghĩa là sau khi lấy vàng ở trong rương thì chúng ta phải dịch nó nguyên một vấn đề. Manchusa yắn thập đi tăng suvarna cái hệ toán là sau khi lấy vàng ở trong rương. Dạ, Tituya Adasi. Bây giờ thì chúng ta lấy một cái câu khác, dạ, để làm cái thí dụ mà chúng tôi nghĩ rằng trong thời gian vừa qua đó, trong những buổi học của mình không có nhiều thời giờ để làm hết tất cả các câu thảo luận, các cái bài tập đó. Quý vị nào vào trong ngày quý vị có thể lấy, nhưng mà ở đây mình tự học, thành ra trước khi mà mình coi cái bài sửa đó, mình làm bài tập trước. Đừng có coi bài sửa trước, coi rồi mình học không có khá được. Dạ, yeah, dạ, yeah. Như vậy bây giờ chúng ta có câu này. Dạ, yeah, chúng ta có câu này là ama yaku pachitwa. Dạ, ama yaku pachitwa. Dạ, dar kanang datwa rồi manche dcd. Dạ, chữ ama là mẹ, là chủ từ ha. Yagum pachitwa, yagu là cháu. Dạ, yeah, yagu là cháu. Chúng tôi muốn nhắc quý vị là ở trong tiếng Việt Nam của chúng ta đó, thì phân biệt cháu và súc, và cháu và súc khác nhau. Hồi xưa chúng ta không có tiếng súc đâu, nó là một cái món nấu loãng thôi. Dạ, yeah. Ở trong tiếng Anh đó, thì chúng ta có chữ conchi
là đặc biệt nấu bằng cháo, bằng gạo là cháo, rồi cái porridge thì chúng ta tính chung hết, nhưng mà chỉ gia quân ở đây giống như porridge vậy đó. Là gia quân và chi toa là sau khi nấu cháo, đa khả năng đa toa, đa khả năng là đã cho những đứa con, sau khi cho những đứa con, sau khi nấu cháo, sau khi cho những đứa con, đa rắc cá. Manche, cái chữ đa rắc cá ở đây đó, thường người ta nói là đa rắc cá con trai, những bé trai, nhưng mà chúng ta hiểu chung là con thì chú rịch, ở trong tên chú rịch. Manche nisidi, nisidi, nisidi là đã ngồi, manche là ở trên giường. Dạ, chắc nấu mệt quá rồi đem giường ngồi. Thì quý vị thấy rằng khi mà mình đây là cái cách mà ở trong cái giáo trình cắt ra chữ ra. Dạ, ama là mẹ, yagum là cháu, cruel. Pachitoa là heavy cook, hay là chúng ta nói là sau khi nấu. Darka năng là các con, mà đối cách là to children. Datoa là sau khi cho, heavy given. Manche là ở trên giường, DCD là đã ngồi trên giường, người mẹ sau khi nấu cháo đã cho những đứa con. Sau khi cho đứa con đã ngồi trên giường. Có thể là khi chúng tôi nói những điều này đó, thì quý Phật tử nghe nó hơi rối một chút, nhưng mà nếu quý vị làm bài tập quen quy lắng tâm, thì quý vị thấy rằng cái cách mà cắt chữ nó là cách tốt nhất. Ban đầu mình cắt từ vựng, từ chữ, từ chữ. Thí dụ mình nói là mình gặp cái câu là ama yagum bachitwa darka nang datwa manche disidi, thì mình nói là ama là mẹ, mẹ ở đây đúng là đối cách số chủ cách số ít, yagum là cháu, đây là đối cách số ít, bachitwa là từ chữ bachati là sau khi nấu, darka nang là cho những đứa con, datwa là cho, và cho ban cho, cho ban cho, manche là giường, ở trên giường, định sơ cách, nisidi là thời động từ thời quá khứ là đã ngồi. Thì mình cứ lấy từng chữ như vậy rồi sao nó ráp lại, quý vị nhớ là tiếng Phạn có khác hơn tiếng Việt Nam chúng ta là trong cái văn bình thường, chúng tôi không nói là văn thể kệ mà văn sư văn bình thường, thì cái động từ để cuối. Động từ cuối câu, có nhiều cái ngôn ngữ trên thế giới mà động từ để cuối câu, như tiếng Nhật chẳng hạn, hay là một vài tiếng khác, chúng tôi được biết là động từ để cuối câu. Chúng ta đó, thì thứ gì chúng ta nói theo cái văn là, ví dụ như người mẹ cho đứa con cháu, thì tiếng Bali có thể nói là người mẹ cháu đứa con cho. Chúng ta phải là quen, và chúng ta phải quen như vậy, bởi vì nó tương đối là nó cái ngữ pháp, nhưng mà mình học một thời gian mình sẽ quen thôi, và chúng ta quen là động từ đi ngay sau cái chủ từ, nhưng mà trong tiếng Phạn thì cái động từ thường để cuối, học lâu ngày thì chúng ta quen. Chúng ta có một cái câu, chúng ta hãy dùng một câu khác là nàng dâu cúng chư thiên gửi trần hoa và trái cây, nàng dâu cúng chư thiên, đây là dịch từ tiếng từ tiếng Việt sang tiếng Bali, nàng dâu. Thì ở đây thứ gì trong cái bản sửa đó, người ta cũng cắt chữ ra thôi, cắt chữ rồi là thành câu. Nàng dâu là gì? Nàng dâu là gì? Là quà thứ. Ở đây quà thứ là chủ khách xuất, dân cúng, nàng dâu cúng
cúng hay là cu chê tí, thì ở đây chúng ta nói rằng thời quá khứ ngôi thứ ba số ít là cu chê xí, chư thiên là devata vô, devata vô. Cái chữ devata nó có nghĩa như vậy thưa quý vị. Ở trong kinh đó, thì đa phần là devata chỉ thiên dục giới, như là những vị từ cõi trời tứ thiên vương cho đến cõi trời tha hóa tự tại, và những vị ở các cõi thiền đó, như là sắc giới, vô sắc giới, thì người ta thường gọi là Brahma, là phạm thiên. Dạ, yeah. Trong kinh mà gọi danh từ như môn chư thiên phạm thiên nó sẽ khác nhau, nhưng quý vị phải cẩn trọng là chữ devata có nhiều trường hợp đó, là chỉ chung cho chư thiên, tức là những chúng sanh sanh ra có phước, hay là do thiền định, phước của thiền định, hay là phước của các công đức bố thí trì giới, là ta phải đặc biệt để ý điểm này. Nói chung là chư thiên, như là ở trong nhà thì người ta cúng devata, devata thì ở đây không khiên cái người chư thiên dục giới đâu, mà chỉ cho tất cả chư thiên. Thì cái điểm này chúng ta nên nhớ. Cái chữ mà chữ puche tí, mà ngày nay chúng có chữ chữ pucha, pucha, pucha hay pucha đó, thì chữ pucha đây là nó có hai cái ý nghĩa mà người Việt Nam mình đúng là mình dịch chữ này chữ cúng kiến, cúng là có kiến nè, cúng kính, cúng kính tức là nó khác với lễ bái, nhưng mà mình hay dịch lan qua cái gì lễ bái. Thí dụ như chúng ta ngồi chúng ta tụng kinh để lễ Phật pháp tăng, cái đó gọi là Vandana hay là Vandati, là lễ bái. Lễ bái tức là mình dịch bái. Nhưng mà khi mà mình nói có cúng thì phải có lễ phẩm. Bù chê tí là phải lễ phẩm. Và lễ phẩm của chúng ta là gì? Là hương đăng hoa quả. Nếu quý vị nào mà sang bên Ấn Độ đó, thì quý vị thấy điểm này là người ta có một cái gì để cúng lên thần linh, như là cúng tràng hoa hay là cúng sữa. Nhưng Việt Nam chúng ta thì không thấy cúng sữa, nhưng họ cúng sữa, họ cúng thức ăn. Cái đó gọi là tức là có lễ phẩm đó. Có lễ phẩm thì mới gọi là puche tí. Còn nếu không có lễ phẩm mà chỉ tụng kinh không á, thì gọi là vandana, và gọi là lễ bái. Và chúng ta thì nhập hai cái đó chung lại, là trong một buổi lễ này, thì có nhiều khi chúng ta gọi là từ morning puja, tức là buổi lễ bái buổi sáng. Thì trong buổi lễ bái đó, đôi khi mình không có cúng gì hết cũng gọi là puja. Nhưng mà chúng ta nhớ là có hai chữ. Chúng chị quý vị có nghỉ chơi chút chút nha. Puja này đó là cúng lễ hay là cúng kiến. Là có lễ phẩm. Còn cái chữ Vandana cái chữ Vandana này đó, chúng ta gọi là lễ bái. Lễ bái tức là cái này thì trong tiếng Phạn thì có phân biệt, nhưng mà trong tiếng Việt chúng ta thì
thường mình nói là khóa lễ. Dạ, khóa lễ thì đa số các khóa lễ thì hay cúng hương đăng, dạ, hay cúng nhang đèn, thì cái đó chúng ta gọi là puja, cũng phải. Nhưng mà có nhiều trường hợp mình chỉ tụng kinh thôi, ví dụ như Chư Tăng đi trong rừng không có gì hết, chỉ ngồi tụng kinh để Phật, thì lúc đó không gọi là puja được, mà chúng ta gọi là vandana, thường chỉ là lễ bái. Và lễ bái là sự xưng tán ơn đức Tam Bảo. Cái này chúng ta để ý. Ở đây thì bị vì nàng dâu cúng dường chư thiên với tràng hoa, dạ, mà là ni và lê hí, thì cái chữ này nó cũng hơi cứ bị chơi chút thêm một chút. Chữ mala, mala này đó là hoa, nhưng mà không phải là hoa như búp pha. Chữ hoa đây gọi là tràng hoa, tức là cái hoa được kết lại, và chúng ta gọi là hoa được kết lại. Cái này thì người Việt Nam mình ít có làm lắm, thưa quý vị. Người Việt Nam mình đã thường là hái hoa rồi mình cắm vào trong bình hoa, cái đó chúng ta gọi là búp pha. Nhưng mà người Ấn Độ đó, nếu quý vị nào sang Ấn Độ hay là sang Hawaii đó, thì quý vị thấy rằng người ta có cái hoa họ kết lại thành một cái tràng hoa, như là chúng ta nói Angulimala, là cái người mà có cái tràng hoa bằng ngón tay, tràng hoa ngón tay chỉ là chuỗi luôn á. Dạ, thì ở đây khi mà người Ấn Độ họ cúng dường, họ ít có cúng bằng cái hoa mà cắm ở trong bình lắm, tức là hoa rời, mà họ cúng bằng cái hoa mà cái này quý vị sang bên Thái Lan, bên Miến Điện quý vị sẽ thấy, yeah, họ dùng sợi chỉ hay là dùng gì họ kết lại, họ kết thành một cái tràng hoa, hay là họ kết lại thành một cái chúng tôi ở chùa Pháp Luân có cái mà chúng tôi không biết nói cái sao, quý vị, là cái hoa mà họ đại khái là không phải rời mà họ tắt lại, nó thành một cái chúng ta tạm gọi là hoa kết. quý vị hiểu chúng tôi nói gì không, tức là không phải hoa cắm mà là hoa kết, gọi là ma la. Dạ, thì được cúng dường hoa kết và trái. Dạ, phá lá là trái cây, dạ, phá lá là trái. Dạ, đi cái kiểu mà nó là nàng dâu cúng chư thiên hoa và trái cây đó, thì dịch đơn giản thì nàng dâu là quá thú, cúng ở đây là cúng với lễ phẩm đó, thì gọi là puja tí. Chư thiên là devata, tràng hoa là mala, và trái cây là phá lá. Thì khi mà có văn phạm và đặt câu, thì thứ bị nó trở thành cái câu như vậy. Là nàng dâu quá thú, Mala hi cha. Trong tiếng Việt của chúng ta nó dùng chữ và thì thường chỉ một chữ thôi, nhưng mà ở trong tiếng cái văn pháp tiếng Phạn, chữ cha là và, nhưng mà đa phần là tại hai chữ. Dạ, để mình biết rằng Mala hi cha là và tràng hoa và trái, và tràng hoa trái, thật ra chữ cha sợ hai lần, chữ cha và Mala ni cha và lì hi cha là với tràng hoa và trái cây, rồi devata vô là chư thiên, và ở đây dùng chỉ định cách, dạ, chỉ định cách puja si là đã cúng dường, dạ, đã cúng chư thiên với hoa và với trái cây. Quý Phật tử chờ chúng tôi một chút nha, chúng tôi lấy một cái link này
để quý vị có thể vào trong đó quý vị lấy cái bản sữa. Chúng tôi rất là khoan hỷ là có cái bản này, tại vì quý Phật tử sau này không có nhiều thời giờ đó để sửa các cái bài tập. Dạ, sửa các bài tập nên nhiều khi nó khó khăn cho quý vị. Dạ, để chúng tôi không có thời giờ để sửa hết chứ quý vị. Cái bản dịch này rất là hay. Dạ, bản dịch rất là hay. Quý vị chờ chúng tôi một chút xíu. Ở đó là sửa từ bài 1 tới bài 5 ha. Quý vị vào trong trang đó thì quý kéo xuống dưới đó, nó để là workbook. Từ bài 1 tới bài 5, bài 5 tới bài 10, 10, 20, 20 tới 30. Nếu mà quý vị nào mà thích học Phạn ngữ và dùng cái workbook này mà sửa bài học tới học lui thì thứ nhất á, là quý vị có thể biết được chính xác. Ô, quý vị coi hình như chúng tôi nghĩ là ở đây có bản bản tiếng Việt nữa thì phải. Quý vị chờ chút nha, chờ chút xíu. Dạ, xin lỗi quý vị, chưa có bản tiếng Việt. Dạ, chưa có bản tiếng Việt mà bản tiếng Anh. Thôi thì quý vị chia sẻ thảm. Hồi nãy có một vị nói là không biết tiếng Anh thì hơi khổ. Đúng rồi, đúng là vị nào có tiếng Anh thì quý vị có thể xài cái này. Xin lỗi quý vị có thể. Chứ nếu mà quý vị nào mà biết tiếng Anh đó, thì có bản dịch này là đỡ lắm. Dạ, đỡ là chúng ta sẽ học rất là, chúng ta sẽ học rất là tiện, tại vì nó có sẵn. Nhưng mà nhiều khi cái gì có sẵn đó cũng làm cho chúng ta học học dốt. Mình học mà làm bài sẵn có nhiều khi chỉ copy qua thì cũng không học được. Thành ra mình mày mò bị học được nhiều. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Phật Pháp Buddha Dhamma. Dạ, ngày mai này thưa quý vị, chúng ta có giáo trình tượng bộ và vì giảng sư là thượng tọa Pháp Tân. Hôm nay thưa quý vị là Christmas Eve, tối nay là lễ Noel. Chúng tôi xin được cầu chúc cho tất cả quý Phật tử có một mùa lễ Noel và Tết Tây được an lạc các tường. Nhưng mà chúng tôi nhắc quý vị rằng hiện nay cái biến thể Omicron đang hoành hành, biến thể Covid Omicron đang hoành hành ở Mỹ này thứ gì ngày hôm nay không á, mà hãng Delta và hãng United đã hủy bỏ hơn 200 chuyến bay vì lý do là những cái nhân viên trong phi hành đoàn bị nhiễm Omicron nhiều quá và Omicron đang lây nhiễm khắp nơi. Do vậy chúng ta cẩn thận. Dạ, chúng ta cẩn thận là tốt hơn. Cho dù quý vị có tin là Covid có hại hay không có hại, nhưng mà cẩn thận tốt, mình cẩn thận cho mình và cẩn thận cho những người xung quanh mình. Một cái mùa lễ an toàn là mùa lễ tốt nhất. Xin chúc tất cả quý vị có một cái ngày lễ rất là ấm cúng, khoan hỷ và đặc biệt là bình an. Ở Trung Quốc này hai chữ an lành rất là tốt thưa quý vị. Thân an tâm lành là tốt nhất. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thà Dạ. Sa thú, sa thú. Sa thú, sa thú lành thay. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư công đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, quân tu các hạnh lành, thanh tịnh quá tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ốc